3 vòng thi của cuộc thi ý tưởng trăm triệu là sân chơi thú vị và bổ ích dành cho các bạn trẻ ấp ủ những mô hình kinh doanh khởi nghiệp của riêng mình. Dưới sự đánh giá của hội đồng giám khảo là những doanh nhân, diễn giả hàng đầu Việt Nam, các thí sinh đã có cơ hội cọ sát, cạnh tranh cùng nhau để trưởng thành và phát triển. Từ hàng ngàn ý tưởng kinh doanh gửi về tham dự, sau 2 vòng thi, ban tổ chức cuộc thi ý tưởng trăm triệu đã chọn ra 3 tài năng xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết với các dự án giới thiệu về văn hóa, du lịch và bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Vòng chung kết đối đầu trực tiếp diễn ra vào ngày 25 tháng 7 năm 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh đã mang đến cơ hội tuyệt vời cho các tài năng trẻ khởi nghiệp, giao lưu, cạnh tranh, cùng nhau thể hiện mình và chinh phục hội đồng giám khảo để nhận những giải thưởng chung cuộc, bắt đầu phát triển dự án khởi nghiệp của cá nhân.